Cun. Con này nó có cắn không? Nó cũng đen xì nhỉ. Cun. Ôi, con này nó to. Hát chui vào kìa. Nó đi. Yên con kệ đó. Hát chui vào luôn. Hát xuyên nó. Nó thấy đồng loại của nó đấy. Thế là tao bắt con chó này rồi. Con Bụt này giờ béo thế. Con kia béo thế. Béo quá. Mở cửa ra. Yên, để con chó. Để con chó. Yên đâu anh? Hả? Yên đâu? Bun bun bun. Con này cũng tên là Bun nhỉ? Bun. Mun hay Bun? Mun. Mun. Sao nó lại ướt thế này? Con nào lớn nó lại không đen mấy nữa nhỉ? Nó lại bạc bạc thế. Sao nó lại ướt thế này? Màu nhiều xám xám hay go hay nhỉ? Bun xịt cho con. Bun bị ướt rồi. Nào này cho bé tẹo này. Non này già. Non này mới cày sữa. Này. Bập. Bập. Nhá nghe. Mun, 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 mun. Nằm đó, nằm đó. Khôn nhỉ. Nằm đó. Dậy cái gì không? Đấy, chỉ có thế thôi. Đấy. Bảo là muốn nằm nghe. Nằm ngay. Sát. Trời, móc xích vào đấy à? Chạy à? Trời ơi, đứng im kìa. Ê, đứng im thầy. Như này rồi, ngon lắm. Ê nha, quay quay. Ôi lắm. Ăn được im cho tắm thôi. Thịt kìa. Rồi có ăn mà. Lời tắm liền nó có tắm đéo bây giờ đâu con này nó. Sao cái tuổi khỉ nó lại ghét chó như mèo thế này. Gà, chó, mèo nó không bao giờ nó động thế buồn cười. Thật đấy. Cha đeo giờ nó nhìn thấy đang phân giá. Cô quên con chó này hả? Vâng. Bao nhiêu tiền? 3.2 triệu. Ui dồi ôi, đổ thằng đấu ra phòng lên lưng đấy kia. Có tội đem chả nhìn thấy đâu. Đem á? Đem chả nhìn thấy đâu. Quay với đây. Màu chó với màu tường giống nhau. Đây cô phải đứng đây, cô quay gần. Sao bao giờ đấy? Em sáng sáng. Quần hả? Có. Thằng này vẫn làm suốt đi. Đi tu bi đi. Lắc
cả vào mặt mũi đổ nước ở sau đi. Tôi xếp cho nó vẫn những con kia làm sao mà nó để nó thịt như này, thấy không? Nó tà còn lâu mới đứng. Yeah. À. Anh vuốt cho nó. Ôi giời. Anh vuốt đi cái lông nó nhẹ đi thì nó vẫy phải nó nhanh không? Đây. Đây. Màu đấy mới đẹp, màu mới đẹp hơn màu đen. Ngon này. Ngon chặt. Chấm xịt. Bun 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 bun. Lông này còn muối tiêu chứ, sợi bạc sợi đen nó như kiểu tóc ông già bạc dở ấy. Muối tiêu cái đuôi sợi đen sợi trắng. Hay là nó bạc? Nó bạc ấy. Hay nó già nó bạc nhiều người ấy. Đấy. Trước nó đen mà. Sau nó sau kéo thành tóc trắng nhỉ. Già nó bạc cả đấy nhỉ. Ui sắp thành ông già rồi, tóc muối tiêu rồi này. Tóc muối tiêu thật, sợi đen sợi trắng. Vâng. Đi, đi về thôi. Đi về đây. Đi về đây, buôn đi không? Buôn đi không? Cho buôn đi chơi nhanh Xuân nhá. Cho buôn đi chơi nhá. Đi. Sao? Chúng đấy không thích thì giặt sẵn xích nó vào mà. Buôn đi chơi không? Hả? Buôn đi chơi không? Đi buôn này, đi. Được rồi, đi đấy. Đi, đi chơi đi. Ui. Đi, đi chơi đi. Đi. Xin chủ cho đi đi. Muốn hết kìa. Con không biết nó sao ấy. Anh thả tay ra nào. Thả tay nào. Anh con đi thật đây. Con đéo chưa. Đi chơi nhá. Đi đi chơi đi. Ê. Ôi ôi mừng quá xuống lên. Ôi trời. Rủ nhẹ cái đi. Nhưng mà nó hiểu tiếng ấy nhá. Nó bảo đi chơi không mà nó cuống. Bun 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 bun. Đi. Ê mà. Đi. Đi về đây. Em về đây. Chơi đã. Em về đây. Nha. Đi. Cho em đấy à? Vừa rủ đi chơi đi, bọn nó nhảy lên nó cuống này. Mày thích lắm kìa. Đứa trẻ con mà này. Nhưng mà bảo là đi chơi đi mà nó cuống lên như kiểu xin đi xuyên đấy. Đây má, đây như mình má. Nhích. Bao xích đi về. Đi thì chết nắng này. Mun mun mun. Con này là mun chứ không phải mun đâu. Ừ mun. Thả tay ra nè. Đi. Thả luôn thả bun luôn. Mun 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 ra đây mun ra đây mun à bị xích bị xích thế bị xích cả tức đấy.